giờ mình đang ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang các bạn. Ở trên cái cung đường đi này mình thấy khá là đẹp nên mình quay mình chia sẻ với các bạn một tí. Trời đang mưa bay bay các bạn, đang mưa bay bay như mưa phùn vậy đó. Không khí cực kỳ mát. Bây giờ là 4 giờ chiều. Bây giờ mình đang trên đường đi thành phố Hạ Long để mình đi tham quan và dạo một tí cho nó mát. Rồi đi Quảng Ninh, đi Uông Bí. Rồi các bạn coi ở trước là đang sương mù quá trời luôn các bạn. Và đường đi ở đây là đường bê tông, khá là ồn luôn. Đi các bạn nghe tiếng ồn rất là nhiều luôn. Đường bê tông cũng khá là dài rồi, nãy giờ đi quá trời rồi đó. Và cái cảnh ở đây nó cũng rất là mát. Cây cối rất là nhiều luôn nha các bạn, cây cối cực kỳ nhiều luôn. Đường hơi vắng nữa. Đi từ huyện này ra đó thì đã giống như con đường tắt á các bạn. Mình chạy xe liên tục như vậy mà mình đi từ từ chứ mình không đi nhanh. Thì mình cảm thấy rất là thoải mái vì cái không khí ở ngoài Bắc này mình thấy rất là thích, rất là thoải mái luôn. Nếu mà các bạn có nhiều thời gian hơn á thì các bạn có thể đi du lịch cái kiểu chậm hơn. Còn mình thì mình đi làm việc nên cuối cùng không có được cái thời gian tận hưởng nhiều hơn ở đây. Mỗi ngày mình chỉ được ở một tỉnh thôi nên mình đi hơi gấp một tí. Rồi một lát nữa tới Hạ Long mình có quay cái gì đó thì mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Rồi bạn đang trên đèo Hạ Mi. Cái đèo này khá là dài luôn và mình đang đi lên ở trên này mây với sương mù quá trời luôn các bạn, mà cái đường nó khá là nhỏ luôn, đi rất là có cảm giác rất là phê. Chạy tốc độ có 2 mấy cây số/giờ thôi, đi theo một cái xe tải các bạn, không dám vượt tại vì đường lạ là thứ nhất, thứ hai là trời đang mưa bay các bạn, nên đường ướt nhẹp và nên sợ mấy cái xe nó, tại hồi nãy có một chiếc xe ben nó giống như nó Đức Thắng các bạn, nó ở phim nó đâm xuống phía bên này đường luôn mà nó bị rồi cái nên mình thấy sợ quá, mình đi theo xe tải trước, đi từ từ thôi. Mà các bạn nhìn đằng trước nè, quay đằng trước cho mọi người xem nè, mây mù với sương khói các bạn thấy không, cực kỳ đã luôn á. Nói chung là cái cảm giác đi ở dưới này rất là đã. Phía dưới bên này là vực nè các bạn, quay bên này nè, ở bên đó là một cái vực cao hay là cao luôn mà sương mù đầy luôn các bạn. Sương mờ đường luôn các bạn, sương nó nổi mà mình phải đi theo cái xe địa phương. Bản số của xe này là biển số 98 của Bắc Giang luôn các bạn. Nên mình phải đi theo cho chắc cú, chứ còn mà mình không có chạy riêng. Tại vì mình nghĩ là đi đường thì mình nên đi theo những cái dân địa phương đó, có xe đó, họ chạy có kinh nghiệm hơn. Họ biết chỗ nào nguy hiểm đồ mình thắng theo. Chứ còn mình bang một mình nguy hiểm cực kỳ luôn các bạn. Thấy không, sương mù mà nổi mà tầm nhìn xa của mình giờ chắc còn khoảng chừng một chắc 100 mét thôi chứ không có nhiều đâu. Chắc không 50 mét thôi bạn, chứ không có nhìn xa được luôn á, mù căm luôn, ở trên nóc và trên trời không thấy gì, rồi nhìn xuống dưới cũng không thấy gì luôn. Rồi bạn đang ở mới vừa tới vịnh Hạ Long rồi bạn, bây giờ đang ở thành phố Hạ Long, mới vô khách sạn một tí. Bây giờ là 6 giờ mấy hả? 7 giờ mấy hả? Có 7 giờ gì nữa rồi. Phê rồi, quá phê rồi. Quá đuối. Đi từ Hà Nội vòng ra đây hơn 260 cây các bạn. Bây giờ 7 giờ mới lên được khách sạn. Một lát nữa hồi nãy đi vòng mà kiếm đồ ăn không có các bạn. Xong phải lúc đầu định vé vô trong cái tiệm tạp hóa đó mua mì gói. Các bạn biết không, mà tại vì phở ở đây dọc dọc đường ăn phở bò không à, mà hồi sáng mới ăn phở ở phở Hà Nội các bạn,
mê sợ hợp phở Hà Nội nên ngán quá ngán, nên không có ăn nữa. Đây vô phòng rồi. Rồi tại mình đi mình làm việc làm video á nên mình muốn phòng thì phải có bàn làm việc, và đây là cái gối của mình. Đi tới đâu phải có cái gối, không là không ngủ được các bạn. Không biết ở đây có đẹp á. Có vì gì không? Bên kia là biển hả? Hồi sáng tính các bạn ơi. Bây giờ đi đi coi sơ sơ có khách sạn này có gì không? Bàn làm việc có tủ tivi, hai giường, có tủ đồ. Đầu tiên là phải đóng cái cửa này lại, xong rồi đi coi cái toilet. toilet cũng ok, có nước nóng không? Có nước nóng. Ở ngoài thì khá là lạnh nhé các bạn. Ở ngoài mình thấy cũng khá là lạnh. Hồi nãy bước xuống xe một xíu mua mấy cái mua cái gì, mua cái đùi gà hay cái gì đó. Để mình khách sạn nó đổ rồi trọng ơi. Cái gì đâu đó? À, xúc xích với đùi gà. Phải mua thêm mì gói đúng không ạ? Tại vì sáng đi dọc đường ở ở trong vịnh thành phố Hạ Long này toàn là mình thấy bánh mì không à. Bánh mì á lộn, cái gì? Phở bò không à. Mà phở bò ăn hoài ngán. Sáng mới ăn rồi. Với lại cái gì ta? Bún bún ngang hay gì á? Miếng ngang à, miếng ngang. Mà thịt ngang khá là dai. À, tối nay ăn đỡ gà rán với lại bánh hồng tôm. Có cả mì gói nữa. Khi nào đói quá thì chế mì gói ăn. Bụng mới lạnh lên chứ nóng quá. Sáng rồi bạn ơi. Mà trời mù căm mà không thấy gì luôn. Ở phía bên bên ngoài là biển hay là cái gì đó. Ở đây cũng có thấy thêm mấy cái mấy cái hòn đảo nữa các bạn. Còn ở đây có một cái cột. Cái cột này hình như cấp treo hay cái gì các bạn. Hình như cấp treo á. Nếu mà trời mà trong xanh hết thì nhìn ngoài kia chắc đẹp lắm các bạn. Ngoài kia là vịnh Hạ Long đó. Mà giờ mù căm à, thấy gì hết luôn. Không khí ở ngoài này nó cũng giống ở Hà Nội ngày hôm qua các bạn. Trời ơi, hồi tối á, nguyên cái công trường ở đây nó làm việc các bạn. Mình ngủ không có được, tới sáng 5 giờ mấy mới ngủ luôn. Trời ơi, nằm hoài. Bây giờ người ngu như bò xích luôn. Rồi các bạn, thay đồ sửa soạn xong rồi. Bây giờ đi xuống dưới bút thuyền đi ra đó các bạn. Chứ bây giờ các bạn thấy không, cố tình đi Hạ Long check in mà giờ thấy nó mình dày đây. Ở xung quanh đây là biển hết nè. Ở xung quanh đây biển hết luôn mà không thấy gì nữa mà. Nếu mà trời trong xanh thì khách sạn này nhìn ra rất là đẹp luôn. Mà cuối cùng không thấy gì luôn. Không chụp được tấm hình luôn các bạn. Ở phía bên kia tàu đồ người ta đậu quá trời luôn. Bây giờ đi xuống khách sạn, nhờ khách sạn book cho cái thuyền đi ra ngoài đó. Rồi bạn, bây giờ đang ở cảng Hạ Long nha. Ở phía sau có một cái biểu tượng rất là đẹp luôn. Bây giờ đang đi vô ở trong này. Phải bịt khẩu trang lại nha các bạn. Trời ơi, khá là đẹp luôn. Rất là rộng luôn nha các bạn. Ở bên này có cái Indochina Lux, Hạ Long Best Luxury. Đang đi theo hướng dẫn viên các bạn. Có cái này mình book tour có ăn uống luôn là 450 một vé các bạn. Book cái tour này thì không biết hướng dẫn mình đi đâu thì mình đi theo đó thôi. Phải đi qua cái cảng, cái nhà cảng này đẹp ghê luôn các bạn. Lần đầu tiên mà thấy cái chỗ mà mình đón tàu nó đẹp như vậy luôn các bạn. Check in con rêu. Check in chỗ check in con rêu Hà Bình này.
quay một vòng cái chỗ này cho các bạn xem nha. Ở đây có một cái bản đồ rất là to không? Ở đây có một con thuyền. Với lại ở đây có bán đồ ăn sáng rồi đó các bạn. Nếu bạn chưa ăn sáng, vô đây ăn sáng cũng được. Để mình hỏi chờ lâu không? Ăn sáng không? Ở phía bên này có bán quà lưu niệm, bức bánh đồ nữa đâu các bạn. Ở trên này thiết kế đèn trường rất là đẹp luôn. Chờ cái phòng chờ, tại nghe nói cái này mới xây năm nay thôi các bạn. Nhưng mà rất là đẹp luôn. Chỗ này đi ra tàu nè, mà không biết tàu có đẹp hay không. Ở đây người ta bán quà lưu niệm quá trời luôn. Mấy con thuyền bằng này. Cái này vẽ hay là bằng gì luôn, để có đẹp không. À in lụa các bạn. In quảng cáo á, các bạn in một cái tấm in lụa ra. Xong rồi dán lên. Quá, cái kiến trúc này khá là hay luôn á. Các bạn thấy cái tầng La Phong không? Tầng La Phong cũng rất là đẹp. Còn đây là cái kiến trúc bên ngoài nè các bạn. Khá là giống ở Hội An luôn á. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on.
các bạn, chào các bạn quay lại kênh Cá Coi Vlog Trần Đức Cường trong series Cá Coi Xuyên Việt của mình. Và mình đã dạo quanh nửa ngày ở thành phố Hạ Long, ở ra Vịnh Hạ Long chơi được nửa ngày. Và bây giờ mình đang trên đường từ thành phố Hạ Long ra thành phố Uông Bí các bạn. Thành phố Uông Bí, rồi mình sẽ vô nhà của anh khách hàng của mình, rồi mình review cái hồ cá coi của anh cho các bạn tham quan cái hồ cá coi của anh ở thành phố Uông Bí nha. Hành trình từ hôm vừa rồi ra Bắc của mình thì cũng có rất là nhiều hẹn, cũng khá là nhiều khách, nhưng mà lúc mà mình tới thì anh lại đi bận, anh đi đâu mất tiêu. Thì khi cái lúc mình rảnh ảnh về thì mình lại đi qua mất tiêu rồi, nên sẽ hẹn lại mấy anh mà không gặp được lần này thì qua chuyến xuyên Việt lần sau. Tại vì mình sắp xếp thời gian để lên lịch đó, thì chỉ là tới quay clip và tham quan sơ sơ thôi, nên không có việc cái gì gọi là quan trọng lắm, nên không thể nào để mấy anh chờ hay là đợi mình thì cũng kỳ đó, nên mình cứ vẫn thuận theo thời gian và việc rảnh rỗi của mấy ảnh hay không đó, nên nhiều khi chuyến này mình đi lại không ghé được nhiều, cố gắng ghé được nhiều ở phía Bắc lắm, nhưng mà cố gắng hết sức thôi nha. Còn rất là nhiều mấy anh mình hẹn rồi cái tới cái không được, cái xong rồi có anh thì đi là lạc chơi nè, rồi có anh thì đây là đang đi làm ở Hà Nam nè, rồi rất là nhiều anh đang bận trong lúc mà mình đã tới cái tỉnh đó. Đó rồi, mời các bạn theo chân mình về hồ coi của anh khách hàng của mình ở thành phố Uông Bí nha. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Các bạn đã tới nhà của ảnh, như cái khu biệt lập vậy. nhìn quá trời phê luôn mà. Hồ ở đây mà nghỉ dưỡng là quá đã luôn. Mà thấy bên này có quá trời khu vực bên này, hồ đầy luôn rồi ơi, sung sướng rồi. Đây, lát nữa mình sẽ qua bên review bên khu đó nha. Đây cái nhà của anh em ạ, có cây thông đồ nữa nè. À, phía bên kia người ta đang xây. Đây là hồ bơi hả? Rồi hồ bơi các bạn, hồ bơi lót bằng đá từ tự nhiên luôn. Rồi đây là những gọi là cái này gọi là cái gì anh ha? Đây là cái guồng quay. Guồng quay quá trời luôn. Ủa? Ủa cái này sao nó tự quay vậy anh? Có nước đang tận dụng cái nước ở cái đoạn bơm lên để cho các vùng nó quay, không có hệ thống chạy lại nước rồi. Không, ý em nói nó đang tự quay kìa phải không? Có nước đúng bơm cái gì có cái giọt thì quay. Ý là dòi. Ý là không có nước mà sao tự quay kìa? Dạ cái này nó có bi trong. À. Nó quay là tự do. Vậy là lúc quay nó đổ nước tùm lum chỗ này luôn hả anh? Ở dưới nó có nốt bạc nó rơi xuống chỗ đất này, nó tự nó thấm ở các phiên đá nó lại chảy lại. À nó lại chảy về đây lại. Vậy là cái chỗ này là cái chỗ chính để bật cái đó. Đây chỗ này là hồ cá chính. Hồ cá này thì làm được mấy năm rồi, nhưng mà nó bị nổi một số chỗ, nó bị kiểu dạng nọc đánh nó ít quá. Rồi mình bỏ luôn hả?
em mình... bỏ mấy năm lại cái bên kia. À là ở này mình có dự định mai mốt sửa lại không? Đấy, cái sửa nãy đang bơm để sửa nãy. À đang bơm để sửa lại. Đọc tính bảo là từ các anh xuống xem là chỗ này thì em làm được khoảng được bao nhiêu hút đại hút đáy để cho nó để nắp để tiến gọi cho. À dạ. Ok, cái hồ mình đang có nuôi ở đâu anh? Bên này. Bên này. Mình đi qua đó trước. Mới chuyển sang được thời gian, còn bên kia bên ông anh thúc anh qua là bên ông anh. Dạ. Nghỉ dưỡng, gọi là nghỉ dưỡng, khu nghỉ dưỡng. Ồ anh làm quá trời, cái guồng quay nó luôn ở dưới kia quá trời luôn. Ngoài dưới đấy cũng có. Cái hồ bên này là mới xây hả anh? Xây được 3 tháng. Còn cái khu đất nhà này thì mình làm lâu chưa? Đất này mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Đợt này mới làm lại, trước đây làm lại đá. Trời ơi, đá không? Trời, cái hồ nó bự. Đá mới làm được mấy tháng. Cái này làm mới làm mấy tháng hả? À. Ồ, anh đang che bạc đỡ hả? Chưa làm nắp hầm hả? Chưa, đợi ông em mới xuống ông hàn nút cho toàn bộ, để còn úp cho toàn bộ gỗ nhãn này. Trời ơi, quá trời cá luôn. Ôi ôi. Ôi, anh tưởng cho ăn rồi, anh lao tới rồi. Là cho cây trước những cái thác kìa đã không? Đây là cá nhất cá nhân. Mà cho ăn nhiều à. Trước nó hơn 1000 con lên mà cho bớt đi cắt còn 600 rưỡi. À cái thác à. Mấy cục đá này là mình mua hay là mình đi lên núi về anh? Có ngay mấy cho về toàn bộ. Cho về toàn bộ hả? À. Cho khoảng mấy trăm khối. Cái hồ là khoảng bao nhiêu khối anh? Khoảng tầm 40 khối. 40 khối. Cái hầm lọc là về đây hết luôn. Quá trời luôn. Bự từ đây tới đó luôn hả anh? Là anh tính 40 khối là cái hồ không thôi hả? Cả cái này nữa sao? Cả cái lọc luôn. Không, em nghĩ là cả lọc hơn á. Tại cái này không là chắc cũng hơn 40 rồi đó. Cái này anh cho anh xây con bể. À, cái anh xây em mới biết hả? Trời ơi, nước đã không? Cái anh đi hai ống hút đáy, hai ống mặt, ba ống hút mặt 60 hả? Cái này anh có biết không? Anh có biết hệ thống ống không? Tự nhiên là 4 cái hút đáy 110. 4 ống hút đáy 110. 4 cái hút lửng. 4 hút lửng. 3 khẩu hút phần những hút đáy. Dạ rồi. Còn là 4 hút mặt. 4 hút mặt. Khẩu hút lửng. Trời, cái hệ thống lọc này nó bự quá, cái này đâu có... Cái này bỏ ra được. Mở ra được không anh? Có. À. Chồng ơi, phụ ảnh mở cái này ra anh quay thật cho mọi người tham quan cái lọc thử. Cái thác rất là cao nha các bạn. Khi mà làm cái thác á, mà nước nó xuống cao như vậy thì nó sẽ tạo ra bọt khá là nhiều. Đó, nên mai mốt mọi người làm ở chỗ đó làm 2-3 cái hút mặt chỗ đó luôn, cho nó hút bọt lại luôn. Trời ơi, nguyên cái hệ thống lọc nó bự rồi các bạn thấy không? Rất là bự luôn. Quá trời ô chổi luôn các bạn. Đây là ô lắng nè các bạn. Ô lắng thì anh sửa, ảnh chứa rất là nhiều đèn UV trong đó luôn. Rất là nhiều đèn. Xong rồi qua tới ô chổi. Rồi qua ô chổi. Rồi bắt đầu mới qua ô xi mát. Qua ô xi mát. Qua ô xi mát rồi bắt đầu mới tới ô bơm. Ô bơm và cái nét chung. Nhưng mà cái nét này cái này chưa làm lại, cái này mọc rồi phải làm lại. À nhất là xem hàn một lúc này. Dạ, đúng rồi anh chia ra. Mình làm lại, mình ngăn lại và mình bỏ đá nung vũ hoặc đá gì trong hai cái đầu bơm này. Dạ. Yeah. Anh sử dụng tổng hết bao nhiêu cái bơm anh nhớ không? Ba cái bơm nữa. Ba cái bơm. 150 khối. À, ba bơm cộng là tầm 150 khối. Dưới một bơm thác riêng chứ hả? Bơm thác là 60 khối riêng. À, bơm thác riêng. Nó mới lên được cái thác như vậy. À, mấy cái cây này mới trồng phải không anh, hay sao mà gác nó vậy? Người ta qua đổ cái này để làm cái gọi là cái lều vịt ở đây để anh em ngủ uống nước đi. À là chỗ này mình sẽ làm thêm một cái lều nữa. Làm vừa uống nước với lại ngắm cá. À. Trời ơi cá quá trời cá luôn. Ủa anh còn bỏ còn cái hồ nào nữa không? Còn đây mình có một cái hồ đấy, một cái hình bên này thôi. À còn ở dưới kia là cái gì anh? Cũng là hồ. Cũng hồ luôn hả? Anh có bỏ cá không? Cái đấy thì chỉ nuôi có như là 1-2 con cá quay ở dưới đấy. Như cái này. Chỗ này trèo lên được luôn nè, trèo lên chụp xuống. Trèo lên chụp xuống. À bên này còn một cái hầm lọc gì nữa không? Đây là cái chỗ này là để nuôi cá rô phi, rô hồng hay cá chê ấy. À vậy mà mình cũng làm lọc luôn hả?
làm nọc luôn để cho nó sạch sẽ, cho nó sạch luôn á hả? Cá nuôi chơi thôi mà. Cá chỗ này bên này mới làm lại cắn này có. Ủa cái này anh làm thành cái khu sinh thái hay là quán nhậu gì được luôn á? Cái này thì hiện tại đang gia đình chỉ ở thôi. Ở thôi mà trời ơi, mấy cái đó phải làm hết rất là cực mà ở thôi mà làm đầu tư dữ. Hồ này khoảng mấy trăm khối anh? Chắc phải không biết được, nó rộng, không biết rộng quá. Ui trời nó dài. Mua đá. Múc bên kia. Đây chỗ này thì mình nuôi cá ba sa này, à, đen chấm cỏ này. Mình có cá cho ăn nha không anh? Nó toàn tự để cho nó tự nhiên, cái hồ nước ở bên kia ấy. Hồ thì mình nhuộm hết cả bên kia sang cả bên vườn này. À, múc cái hồ bên kia luôn á hả? Ừ. Ồ, mấy cái này mình đi ra được không? Có, đi ra được. Ra được luôn hả? Ở dưới này anh đã có... Vậy là mỗi lần cho ăn thì mình cho ăn sao ta? Có cái thúng hay cái gì dục ra hả? Cái này thì thường thường là mình không cho ăn nhiều. Không cho ăn nhiều. Cho ăn hoặc như nào đấy. À. Cái này mấy đợt sau là dọn dẹp lại hết. Để nuôi ví dụ một số cá, ví dụ như là bạn bè hay mọi người vào câu. Ủa, cái này ban ngày bật chi anh? Đèn nè. Chắc tắt chắc quên tắt rồi. Trời ơi, cây sung nó đã rồi, cây sung sung bự. Ở ngoài đây gọi cây này cái gì anh? Cây sung á. Cũng vẫn cây sung hả? Ồ, nhà anh thiết kế nhiều cái cây, nhiều cái quay này ghê, làm cái quay này mệt mà ta. Cái này là làm một cái máy bơm ở dưới. À. Nhỏ nhỏ thôi. Rồi. Trên cái vòi xíu xíu à. Dạ, rồi nó quay. Đi vào các cánh lên nó quay. Nó quay hết. Có đấy. Cái kia nó nước ít quá nó chạy không nổi kìa. Chẳng qua nó bị nước nó vào cái đầu bánh bi ấy. Dạ. Về đang tính thiết kế lại để cho nó quay lại hết. Dạ. Cái này là đánh tính làm lại cầu. À. Chứ nó bị hơi yếu. Ủa cái cầu bây giờ nó đang chìm xuống dưới nè anh. À. Rồi mình đi ra được luôn hả? Đi ra rồi. À. Anh cứ dẫm thoải mái cái đấy đi. À cái chỗ đó là anh rào lại cái gì ạ? Đâu chỗ này là trước là làm một cái sập anh em ngồi à, hai mâm. Ngồi được hai mâm ở đây. Nó bị mình nâng nước lên để cho hồ nó đẹp lên nữa thì là bắt đầu nó bị thấp cái đấy thấp thì nó mới nổi hết lên thế nào. À. Lúc này. Thế bỏ đợt sau là tính dùng gỗ keo hoặc gỗ nhãn mà làm một cái mạng cái sập này. Dạ. Anh em gia đình ngồi ví dụ tối đến có cái đèn cái quạt nhạc ở đây để làm ngay cái cây này, né cái cây này ra luôn anh. Để cho cái cây chỗ đẹp làm cái khổ nào trống trống luôn á. Không, tính là trống thì ở đây định là làm trồng lan nhưng mà không, này, không làm nữa. Ở bên kia có nuôi ngựa luôn hả? Ờ, có phải ngựa không? Mình nuôi con ngựa. Nuôi... này mới nằm đây, các thứ bờ vật liệu vẫn đang làm xong rồi. À, tính là lại để cái ống rồi trước. Đó hả? Ống rồi quá trời luôn hả? Vâng. Tính dồn lại cái đằng trước á. À. Rồi còn cái hồ co thì bữa giờ anh để nó cái đó là cho đó là vô ổn định rồi mà phải không? Thì ta nó cũng linh tinh lắm, có một anh đến anh thiết kế anh bảo là xây nọ xây chai để trong vắt nhưng mà đến lúc có trồng đồng mãi sau bắt đầu mới làm lại mọi cái mấy anh kia anh ấy làm lại cho. À dạ. Không có nó độ nó cực kỳ luôn. Ồ, cái này cái công mà dán đá vậy thì không cũng phê nè. Đây là nhà kho. Nhà kho mình muốn dán lại cho đẹp nữa hả? Cho lại cây ra. Đợt này nó chưa xong ổn định nó còn phải mất gần hơn tháng nữa thì xong. À, làm hết mấy cái này thì lâu quá trời. Mới dãi cỏ rồi cho lên. Rồi cái nội mà cái công một chợ đá gì đây xếp vào cái chỗ này nữa nè. Rồi cái này thì mấy là tận thật ra đá cuội nó giờ nó không còn nữa. À. Nguyên cái công trình xếp đá không? Ủa dây điện gì để đây anh? Dây điện để chiếu bật sáng. À. Cái này sẽ cần lại cây để chiếu đèn hắt vào cái hồ này ngoài trời hết ngoài trời nắng mà anh mà không bật đèn UV đó là phê lắm ha, nước ở đâu có được vậy. Ủa giống như có anh ở lọt cái ông ghi vậy ta? Cái lá cây. À, lá cây nè. Lá cây là cắt lên nó rồi. À. Hồ đã quá. Cho ăn một ngày khoảng bao nhiêu cá ấm anh? Một ngày khoảng như tầm nửa xô này. Nửa xô này luôn hả? Ừ, cho ăn cám vô khi không? À, cho ăn cám thường thôi. Cho ăn cám thường anh. À, dạ. À, cá nó cũng khỏe lắm. Nhưng mà bọn này nó đói ăn được. Nó coi là nó dừng lên. Dạ. Được coi rồi. Đó. Trời ơi. Đang giống như cá mà cá dưới ao á. Nó dành nhau nó ăn cái kiểu của nó. Ồ nhảy lên bờ luôn á. Ồ nó ăn rồi. Ồ ghê không.
mình ớn quá. Trời ơi, nhảy vô hút mặt luôn à. Có con cắm cái đầu vô đó rồi kìa. Rồi nó cắm cái đầu vô trong đó luôn. Rồi bây giờ phải lấy ra. Trời ơi. Đó, bây giờ phải lôi nó ra. Ham ăn cái tội ham ăn. Cái tội ham ăn. Tội ham ăn quá mà ăn cắm cái đầu vô. Kể nó vượt qua cái bệnh đợt bệnh rồi đó. Ăn là cắm đầu vô luôn. Trước xả kia 2 năm nó cũng còn sinh trưởng như này. Nước mưa nước nước toàn bộ nó cũng là trời hết. À. Còn này sang đây nó là mọi thứ nó cẩn thận. Đấy không? Nhẹ không? Đã không? Cá quá trời cá. Nó vẫn chưa hết. Quá trời xe luôn. Bên trong đây là cái ấy một cái lượng này. Đúng, mùa đông không biết thì đốt trên lò đây. À, có lò sưởi đây. À, đang dùng kim nhan sinh nhiên này. Chả biết được cái anh kia anh mua nhưng mà không biết cái loại này loại gì. Dạ. Yeah. Trời ơi, đá nhâm thạch kìa. Đá sỏi hay đá nhâm thạch đây. Trời, nhâm thạch quá trời luôn. Như cái núi vậy. Đây là biochip, biochip, cái gì. Dạ, cái men này là men sử dụng nuôi tôm hả? Của Mỹ hả? Của Mỹ. Rồi bà anh bảo loại này loại tốt đấy. À. Tại vì em không có dùng cái này nên cũng không biết. Chắc nó cũng là ná là chứ. Nó cũng tôi bảo là cái này là cái anh còn có điều kiện để dùng cái này. Xử lý đáy nước ao nuôi tôm 7 ngày một lần nè anh. Xử lý dạ, tạo màu bạc nơi kho trong nước dơ xanh đậm. Còn cái vi sinh nói chung thì nó ghi tùm lum hết á, công dụng của nó nhiều, khử chất độc rồi cái gì. Cái này của anh hôm nay anh ấy không ở nhà, anh ấy phải đi chở nước cho một đội khác. Thế là mỗi mình người nhà thì vì ông ấy là hay biến lên làm. Xong rồi đến trời cái hệ lọc kìa. Đây đang bảo cải tạo lại cả bể nó ngăn cái này đấy. Trời ơi mẹ ơi. Thì như hệ lọc ớn không? Cái lọc chắc của cái hồ bên kia. Hồ ngay trước mặt này. Dạ cái hồ cái lọc này thì thoải mái rồi. Ăn thua mình cái cách mình sắp xếp vật tư không. Bây giờ em đang tính bảo là đục cái chỗ đằng kia kìa. Cái chỗ ngăn trống ngăn kia đầu tiên là không để gì ấy. Dạ. Bây giờ em cho toàn bộ nước để cho nó chảy đấy. Dạ nó chảy theo chiều này nè. Dạ rồi, dầm vô đây. Để đi nào. Ủa chứ bình thường là nó đang đi rồi hả? Bình thường nó đang đi nè. Nhưng mà nó có hai cái ống 110 với lại một cái ống 60 hay 75 thôi. Dạ. Trước cái anh có một anh thiết kế toàn bộ cái này. À, ở trên này mình có một cái đường đi lên nữa ha. Trên này để ô tô đi lên. À. À tại xe cho nó. Nó lọc rồi. Ủa thì ủa anh có dự tính làm có năm đầu tính năm nay đi. À nếu the room thì nó hay bị cái khung sửa lắm, anh ngại khung sửa của the room á. Thì trước anh tính cái the room này nó chỗ này làm một cái 200 khối đấy, làm vừa ấy nhưng mà thấy cái anh kia anh bảo là nó cũng bị hỏng, nó cũng bị lỗi kỹ thuật đấy, bây giờ cái gọi cái anh ấy ra mà cũng rất là cực. Nếu mà anh muốn lắp độ drum á thì anh phải lắp cái độ gần nhất để nó tràn dễ nhất để họ vô bảo trì liên tục, tại vì em nghe người ta nói là đi lui tới hoài đấy, thế mới bảo là thế mới không làm mới tính cái bể kia để làm thường ấy chứ, làm thường thì nắp bơm cho nó hoạt động nó ổn định chứ còn bây giờ nắp đầm nó nhanh nhũi lắm. Dạ. Thì bơm nút thì trục. Biết được nó nào. Cái này là cái nắp hầm á ha. Nắp hầm ấy. Ủa trời. Ồ cái nắp hầm kìa. Khổng lồ luôn. Cái lọc này không chắc cũng khoảng chừng hơn 20 khối rồi đó. Chắc là hơn phải dưới tầm 30-40 khối. À. Độ sâu của nó là 1m8. Dạ. Ở ngoài hồ đó ngoài cũng 1m8 luôn hả? Ngoài hồ thì 1m5. À ngoài hồ 1m5. Thế cái này 1m8. Thì thế này em đang tính bảo cái vật liệu em tính đi đằng kia dọc cái tuyến kia là mình cũng làm chổi đúng, làm chổi một nửa này. Thì anh đang có ống thông ở đây nè, thì đi đây thôi. Không em muốn sửa lại hẳn cho nó hẳn hoi nó cẩn thận. À. Cái này nó hơi bị lỗi em vì muốn chát lại. Vậy em chỉ chịu khó cắt lại thôi. Ba cái gạch được cắt lại hết. Sửa sạch sẽ chát lại và nắng thêm một lớp nữa là nắng thêm một lớp để tôn lên khoảng 30 phân. À. Xong rồi đi ống 90 để hút ra một cái ngăn kia ngăn thấp nhất, ngăn kia khoảng dưới tầm 2m5. À ngăn tới 2m5 luôn. Ngăn đấy phải tầm 2m5. Dạ. Cái ngăn đấy là ngăn sâu nhất. Thì dạ rồi. Làm lại cho nó dốc vào đấy. Dốc vào đó rồi đổ phần. Chạy ngược theo chiều này. Dạ rồi. Đấy để tính cho nó lại chứ không bây giờ. Đó thì chứ mấy cái này dễ mà. Đấy thì cũng tính lại mấy cái. Dạ. Cái quan trọng đường ống mình chỉ có sẵn chưa? Không sao đục, à, đục bây giờ đục qua bây giờ là cái đường ống bên giờ... này là chỗ cái bể này anh này em tính là làm lại nâng cốt lên khoảng 30 phân. Trời ơi cái nét quá trời luôn nè.
Genet loại loại 10 x 25. Ảnh xài Genet loại này không à? Quá trời luôn. Đây, kho để đồ cổ của ảnh nè. Xe cổ, anh đi mua mấy cái xe cổ về anh để, mai mốt anh làm xong anh sẽ trưng bày chỗ này. Đã quá ha. À, có bài bản quy hoạch rồi rất là rõ ràng, chỉ có cái là làm chưa xong thôi. À, thấy cái khu sân vườn này mà làm thì rất là tốn kém đúng không các bạn? Đây, cái hồ của anh nói là để sửa lại đây, cải tạo lại thôi. Nói chung là cái gì cũng làm được hết các bạn, sửa được hết. Phía xa kia là một cái đồi ha, một cái đồi, xung quanh đây đồi. Trời ơi, đây nghỉ dưỡng hơi bị vê luôn. Có cái hồ bơi thì mình thấy hơi mới nè. Đi review cho các bạn xem về cái hồ bơi ha. Hồ bơi này lọc nằm ở bên đây, cái hầm lọc đây. Đây, hồ bơi này hơn. Để bên kia ảnh đang cắt đồ thì thôi, mình không có quay được. À, thấy cái nhà không? Đã ha. Lát mình sẽ dạo một vòng để chụp vài tấm hình để cho mọi người tham khảo một cái khu sân vườn ha. Có thể sau này các bạn có thể thấy được, lọt vào mắt mình để có thể làm theo. Nhưng mà những chú, những cô chú lớn thì mới về nghỉ dưỡng á, mới làm cái này. Còn những bạn trẻ trẻ thì chắc chưa. Tại mình trẻ thì phải lo làm đúng không bạn, chứ còn nghỉ dưỡng thì chưa đâu. Quá đã luôn. Rồi bạn, mình vừa ra khỏi nhà anh trai vừa rồi. Thì các bạn cứ tham khảo cái cảnh quan và hệ thống nước. Anh cũng mới đi vào hoạt động cái hồ đó có 1 tháng thôi, nhưng mà do anh thả hơi nhiều thì nhìn nó cũng khá là nhiều, nhưng mà chất lượng nước vậy rất là ok. Anh dùng tới 5 cái đèn UV thì cũng khá là ok rồi. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc cái thành phố Uông Bí ở đây. Giờ mình sẽ đi kiếm chỗ nghỉ ngơi đã. Rồi, nhớ đăng ký kênh để theo dõi chuyến xuyên Việt của mình. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Bye bye.